Ngày nay, việc lưu giữ và phát triển hoa văn trên bãi thổ cẩm còn gặp một số hạn chế, đặc biệt là với các dân tộc thiểu số. Vì vậy, Thư viện Thông minh Ethnic City đã được xây dựng nhằm bảo tồn, phát triển và ứng dụng hoa văn bãi thổ cẩm của các dân tộc đến với mọi người. Với giới trẻ hiện tại thì để mà tiếp cận cái hoa văn thổ cẩm này, nó là một cái gọi là nếu mà mình không có tổ chức một cái nền tảng mà hiện đại thì thật sự rất là khó để mà bạn tiếp cận được. Thì cái nền tảng hiện đại này thì tụi mình cũng dựa những cái cội nguồn nhất. Thư viện Ethnic City bao gồm 3 phần chính là bảo tồn, phát triển và ứng dụng hoa văn trên bãi thổ cẩm của hai dân tộc Cơ Ho và Mạ. Quý vị khán giả có thể truy cập thư viện để tìm kiếm và tải về hình ảnh của các mẫu vải thổ cẩm. Tại đây, người dùng cũng có thể tìm hiểu về ý nghĩa của từng hoa văn. Nhóm thiết kế cũng đã ứng dụng hoa văn thổ cẩm để sáng tạo nên các sản phẩm như thẻ kẹp sách, áo thun thời trang hay túi giấy, hộp đựng, v.v. Trong quá trình chuyển từ mẫu thổ cẩm thực tế sang dữ liệu điện tử, nhóm đã giữ lại nguyên vẹn kiểu dáng, nét dệt và màu sắc của hoa văn truyền thống nhằm quảng bá vẻ đẹp tinh thần của di sản văn hóa. Mình đang ấp ủ một cái gọi là University Tour để có thể giới thiệu đến gần hết các bạn sinh viên hơn, giúp cho các bạn để mà hòa quyện sự truyền thống và sự hiện đại, và đồng thời là bảo vệ cái di sản vật thể trong cái di sản phi vật thể là dệt, nghề dệt thổ cẩm luôn. Trong thời gian sắp tới, Thư viện điện tử Ethnic City sẽ được chính thức ra mắt trong tháng 10 năm 2020. Đồng thời, nhóm thiết kế sẽ tiếp tục tìm kiếm, lưu giữ và phát triển thư viện với nhiều sản phẩm ứng dụng từ hoa văn thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác.